Muốn sum họp được mấy ngày Tết này thôi. Không thương con thấy cha không thương cha con á, thương con nếu không thương con sao cha không về? Bây giờ cha khóc thì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Xin chào cô bác quý anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Cà Mau á. Thì sau khi cùng với Đạt mua một số cái quần áo cho anh ngày Tết thì Bùi Hồ sẽ mua cho anh lại tìm một cái tiệm điện thoại, mua cho anh một cái điện thoại để mà cho anh sử dụng nha. Tại vì anh sử dụng cái điện thoại cũng khá là cũ và đây là một cái phần quà mà được một cái mạnh thường quân, đó là một cô giấu tên ở Mỹ á, muốn hỗ trợ cho anh cũng như là gia đình Cẩm Hương. Rồi bây giờ mình vô đây ha. Dạ, Samsung anh. Galaxy A4. A04. Bữa nay giá là 3.490, giảm cho mình 400, mình còn lại 3.090. À, 3.090.000 ha. Gam nó gam 4 này, bộ nhớ 64. 64 gì? Này máy sim. Dạ 2 sim anh. Ừ, chụp hình đồ được không? Dạ được. Anh thử đi, chụp lại máy. À, máy này cũng 5.000 lâu hết pin đúng không? Dạ đúng rồi. À. Rồi sử dụng Zalo rồi bình thường. Được bình thường. Rồi cho người lớn xài hay là không? Trẻ trẻ thôi. Còn món này chơi game thì nó yếu nha, tại vì cái game nó 4 GB. Không có chơi game đâu. À, lấy anh cái này đi. Rồi. Ok, nguyên siêu ha. Cõi khui hộp gì hết trơn á, để gan gì cho anh. Dạ để em coi thử, tại vì còn nhiều tụi em mới lấy nguyên siêu được, tại vì thường em để chân lên. Để tủ là gì đó, cho khách là giòn màu á. Để em kiếm thử coi nó còn ở trong hộp không. Lấy đi. 204. Coi đang kiểm tra nguyên siêu đúng không? Cái này là thấp nhất của Samsung hả? 3 dạ, triệu giảm 400.000. Cái màu đen màu đen. Anh lấy màu đen đi ha. Màu đen thấy còn 5 cây để coi còn hộp. Cái này nguyên siêu bảo hành nhiêu ta? 1 năm. Bảo hành 1 năm, 1 đổi 1 trong vòng tháng đúng không? À, cho anh nguyên siêu này đi. Anh, ở trong này có cây giọt sim rồi. Kiểm tra có bị chày xước gì không? Nếu dụ như bị khui hiện tại ở đây nè, nó có chày xước cấn mớp, thì em sẽ đổi cho mình. Ví dụ như anh đem mang về nhà mà khui ra mà nó bị cấn rồi khui ra, khui ra đi. Dạ, khui ra cho anh. Nè, đây tiền 3 triệu nha. Dạ dạ. Đây. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu, 3.090.000 đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Chứ bạn này thu luôn. Anh đặt số điện thoại này bảo hành đi. Đẹp ha, có cốc sạc luôn đúng không? Dạ, rồi cây cọc sim, rồi ok. Tay nghe ha, cái này cũng chưa gì, anh kiểm tra máy nghe. Rồi ok, nói cho mình. Bỏ vô bọc giùm mình. Rồi ok. Được tặng cái phiếu mua sim ha. Đây tới ngày 27 tháng 1 có cái mua sim được. Mình đã mua xong một cái điện thoại cho anh Hưng. Đây là một cái phần quà mà được một cái cô giấu tên ở Mỹ hỗ trợ cho anh. Với cái giá tiền là 3.090.000. Mình sẽ mua, Bùi Hồ sẽ mua một cái bất ngờ, tặng bất ngờ cho anh ngày Tết như thế này. Nên không có hướng dẫn anh đi. Để cho anh có cái gì đó bất ngờ với một cái món quà lớn như thế này ha. Bây giờ mình sẽ đi về. Với lại Bùi Hồ sẽ vào thăm bà Tư, thăm nhà. Dù sao thì cũng phải đến đây, cũng phải biết nhà anh hơn chứ. Thì em thay mặt cho một cô giấu tên ở Mỹ tặng anh một cái món quà ngày Tết. Mở ra đi anh. Mở ra đi xem. Cái điện thoại Galaxy luôn. Bật ngửa đừng té nha, đừng té xỉu rồi. Có hình ảnh mà góp điện công tư rồi chứ. Cái này là một cô giấu tên đó. Cái cô này cũng có tặng cho chị, gửi chị hỗ trợ 2 triệu rồi tặng cho anh Hưng luôn đó. Nguyên siêu hồi sớm em không kêu khui luôn á. Rồi mở ra luôn đi, chọt sim đẩy vô luôn. Đẩy số điện thoại, đọc tên số điện thoại là bạn gái nào cũng muốn liên hệ. Bất ngờ không anh? Rồi bấm nút khởi động lên. Hồi sớm em không cho mình làm gì hết á, để cho anh nguyên cái. Rồi mừng quá hết muốn nói gì luôn. Sử dụng được không? Chưa biết. Mừng không anh Hân? Mừng mà không biết nói gì luôn á. Năm nay là gia đình chị cũng không biết nói gì hơn luôn á, thật sự là không biết nói gì hơn luôn á. Không có nghĩ là sẽ có những món quà lớn như vậy, nhưng mà có lẽ món quà lớn nhất mà hai em tặng chị đó là cha chị. Dạ. Đó là món quà lớn nhất trong đời của chị em chị là được nhìn lại cha, có lẽ là đó là món quà lớn nhất. Đúng rồi. Nhưng mà tiếc là chỉ tiếc là ngày vui hôm nay á, là không có mặt của cha đây. Nếu mà có mặt của cha đây á, thì có sẽ là không khí vui vẻ nó sẽ nhân lên gấp bội nữa. Dạ. Nhưng mà thôi, từ từ ông Tư, mình biết ông Tư vẫn còn khỏe mạnh là được hả chị ha? Ừ. Lấy sim bên má. Rồi ok anh. Rồi bắt đầu. Chào mừng anh bắt đầu có vợ. Ô lộn. Có điện thoại. Đồng ý. Đồng ý luôn anh. Sử dụng điện thoại kia bao nhiêu năm rồi? Thêm mạng wifi luôn, đừng cua gái luôn. Chịu không? Để bỏ qua đi, từ từ cua. Có sim chưa? Có rồi. Bỏ qua cái này đi. Gắn chưa? Gắn sim chưa? Bỏ qua này luôn. Rồi, đợi sang năm sau có vợ. Chịu không? Rồi tiếp. Để sao? Rồi tiếp đi anh. Chấp nhận. Quay này để em làm cho nó nha. Nhận diện khuôn mặt đi. Có nghĩa là mai mốt rồi anh đặt một cái mật mã để nhập vô. Bỏ khỏi đi, bỏ mật mã đi. Bỏ qua đi. Sao muốn khóc nữa thôi vậy? Rung tay, cầm cái điện thoại. Đó giờ có cầm cái điện thoại bự vậy chưa anh? Anh Hưng. Có mấy cái điện thoại của mấy anh, mấy cậu rồi xài cũ rồi cho đó. Dạ. Có mà thời gian cái nó bị hư. Hiện ở chổng có con gái nó phải cắm sạc suốt cho nó, miếng hút sạc ra là. Tối nay kia nó nói cho cháu Hải với lại Đăng đó chỉ cho. Rồi xong rồi đó. Bây giờ có sim điện thoại không? Chọt vô mình điện thử luôn được không? Sim đâu? Lấy cái sim cũ cái máy kia ra. Có cây chọc sim đây nè chị. Có chứ chị? Có cây gửi sim nó nằm đâu? Đây. Anh lấy này ra, cái này cốc sạc với dây sạc. Giữ cái cây này nha. Cây tháo sim. Cây này để tháo sim á. Mình không. Dạ, đây. Gắn sim vô. Mấy cái sim anh? Cái sim. Nó có khung sim không nữa. Khung bự thế giờ. Có khung nhỏ anh. Anh rung tay lắm rồi. Anh rung tay lắm rồi. Cảm ha. Cảm này giùm em đi. Coi chừng gãy cây đó là nghĩ gắn sim luôn á. Vô shop có cô gái Cà Mau lựa đồ cho anh Hưng luôn á. Wow, vậy đó hả? Còn ai cho anh Hưng luôn. Cũng hy vọng nó có vợ lắm để lo cho mẹ. Gần Tết có món quà này mừng dữ không anh? Hết nói nên là còn cái sim nữa. Anh muốn xài thêm cái sim Vina, mẹ xài cái sim Vina thì gắn cái sim Vina nha. Mua cái sim Vina gắn rồi. Cái gì đúng không? Sim còn tiền không anh? Số của bạn không? Dạ đại qua số của ông Hồ của em qua. Dạ dám ấy qua số em ơi. Ăn chín Tết nhận điện thoại mới luôn, ngày hên luôn. Ngày số đẹp luôn á anh Hưng. Nó đang cập nhật một số thiết bị á. Có nghĩa là đang cập nhật một số ứng dụng nó đã cài đặt chưa xong. Anh là qua Tết đi làm hồ là lên thợ luôn á nha. Tại cái wifi này nhập mật khẩu wifi này cái này là để là đi. Nếu mà bây giờ muốn đi học sửa xe á, thì có hai vợ chồng của chị Xuyên ở bên Mỹ á, là chị sẽ hỗ trợ cho Hưng là học sửa xe. Anh Hưng nói là thích sửa xe đó. Thì nó nói thì nó sáng lắm. Đây nè, chiếc xe của nó nè, nó té banh chành không còn cái gì hết trơn á. Đó mấy em kêu tháo xe này ra sửa đó. Lại, thì đó, nó té xe là không còn một cái gì luôn á, nó phải đi chợ lấy cái vỏ ha, đi chợ từng món đem về. Vậy đó mà nó về nó xuất viện rồi là về nó mò mày mò nó sửa ơn nó chạy. Bây giờ như thế này, cái này đã có rồi. Rồi chừng nữa anh nói với lại Đăng á, chỉ cho anh thêm cài Zalo hay Facebook gì đó để liên hệ với mấy cô mấy chú ở nước ngoài. Có hai đứa cháu đó nó gành. Bây giờ anh có muốn nói lời nào với cô bác anh chị Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn cô đã giấu tên này đã tặng cho cái điện thoại. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Nói đi anh, không có sao hết. Nói đại đi, mình nghĩ sao mình nói như vậy. Thì nói là con cảm ơn cô nhiều thôi. Chúc cô là... Nhìn qua em ta, nhìn qua em ta. Nó hồi khóc nữa giờ. Món quà lớn quá. Mạnh mẽ lên đi. Sao món quà bự quá hay gì? Hả? Món quà lớn đối với nó là món quà là quá lớn đối với một cái thằng phụ hồ như vậy, cho nên là nó cũng không có biết nói gì hơn. Thì thôi vậy giờ thay mặt em con rất cảm ơn cô nhiều lắm đã tặng cho nó một cái món quà lớn như vậy. Thì năm mới không có gì hơn con chúc cô là luôn luôn mạnh khỏe, thì vui vẻ với gia đình của mình ạ. Rồi anh nói câu đi cho cô vui. Chúc Tết thôi. Nghĩ sao nói đại vậy đi kinh, không có gì đâu bình thường. Không biết nói. Nói cảm ơn cô là được rồi. Con nói con cảm ơn cô nhiều lắm được rồi. Cảm ơn cô. Ở cái cuộc sống nó không quen với lại tiếp xúc người lạ, thậm chí là ở trên xe rất là ít nói luôn. Thì cũng thay mặt cho Đạt Đồng Tháp nè, Bùi Hồ cũng như là gia đình của chị Hương á, chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã theo dõi suốt cái hành trình của anh em từ ngày gặp ông Tư cho đến thời điểm này. Xin chúc cô bác quý anh chị sức khỏe, an lạc, dành sự như ý, và đặc biệt những ngày Tết cũng đã vài ngày, 2 ngày nữa thôi, mai nữa, hết mai nữa đến Tết rồi. Hết ngày mai nữa là Tết rồi. Chúc cô bác quý anh chị có một cái Tết sum vầy. Đầm ấm bên gia đình năm mới. Nãy giờ kêu ba mấy anh em mình kêu bún ra ăn đó. Nói không nói luôn. Tay chân muốn rung cái gì. Có nghĩa là nếu như mà ông Tư về là còn ấy hả? Ừ. Coi nha, còn sung sức hả? Vậy chứ đổ đường từ ở đây đi lên chợ ảnh bước về mà nghe cha không về cái buồn. Bây giờ hết buồn chưa? Giờ thì cũng đã đỡ lại. Thì cũng qua Tết rồi, xuân cũng tới rồi. Giờ buồn thì nó cũng vậy, còn vui nó cũng vậy. Bây giờ cũng trung bình vậy thôi, buồn thì mình buồn trong lòng thôi. Nghe sáng nói không về là nói chuyện hết nổi luôn hả? Nói thật là không biết nói gì luôn á. Sao anh không khuyên? Khuyên thì khuyên ổng buổi sáng mấy tiếng đồng hồ. Yên cả nào cũng nói một câu vậy thôi. Sao tự nhiên mở lò lên. Sao tự nhiên bữa nay cha hứa không về chứ rồi chị em con ở nhà giờ đang buồn nè. Bởi vậy đến năm nay cha con cha với gặp cháu đồ này kia, hai thằng cháu của cha nữa. Dạ. Cảm ơn. Con chỉ muốn là cha về với con trong mấy ngày Tết này thôi. Chứ còn chừng nào mà cha cứ rồi sau qua mấy ngày Tết á, cha cứ con sẽ đưa cha lại về lại ở trển. Rồi khi nào á cha muốn về sống với con á thì luôn á thì con sẽ lên trển rước cha lại. Chứ con đâu ép cha phải ở đây với con luôn đâu. Con chỉ muốn sum họp được mấy ngày Tết này thôi. Con thấy cha không thương con á, thương con nếu không thương con sao cha không về. Bây giờ cha khóc thì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Cha có biết là con đợi ngày này lâu lắm không? Bây giờ về là về. Cảm ơn con. Dạ. Cha sợ là lộ vẻ trên một cuộc đời xã hội, cho nên cha không muốn nói. Thì cha cứ nói đi. Đây chỉ có cha mình con mình không mà cha cứ nói đi. Cảm ơn con. Dạ. Cha thương con là một đứa con là ta nói không được. Con biết cha thương con, cha đã lo lắng cho con hồi nhỏ rồi thì bây giờ á cha cũng đã lớn tuổi rồi thì hãy về bên con sẽ chăm sóc cho cha suốt quãng đời còn lại. Dù có một đứa con nào, cha cũng vẫn bên con, thương con. Cảm ơn con. Dạ. Tôi giờ dẫn dắt đi con. Dạ. Cha giờ đứng nhậu, đứng canh giữ đường để cuộc đời cha đã chết như đi sống nhậu. Một đời lành tính trên đầu không có dấu. Nhà nói cha lúc nãy trước mặt xã hội nè. Con đừng buồn. Cha về với con thì có gì đâu là nhục. Con đừng buồn nữa con. Làm sao con không buồn được? Cha biết kêu con đừng buồn mà hỏi cha làm sao con không buồn được. Con chỉ chờ đợi có ngày này thôi, cha về với con. Rồi bây giờ á, cha không muốn về nữa, làm sao con không buồn được. Dạ. Thôi giờ cha không về, cha quyết định rồi. Bây giờ để con nói chuyện với chú Ba Dân. Và con gửi đồ chú Ba Dân đó. Dạ. Rồi là cha không còn đường nào nữa nha con. Về nói chuyện với chú em cổ là cha nè. Hello. Dạ con chào chú. À, chú Ba là chú Ba Dân được rồi. Dạ. Chú ơi. Năm cũ năm mới ơi, chúc con với con cháu giờ lễ con. Dạ. Con cũng chúc chú. Chú với cha con với chú đọc sách con rồi. Dạ. Đúng rồi, phải điện cho đâu đúng rồi, đúng chứ rồi. Nhưng mà phải điện cho con chứ an toàn. Dạ. Con. Dạ. Con cha cũng như con chú thôi. Dạ. Đồ chú mặc có vừa không chú? Hả? Chú có mặc đồ con, chú thử đồ con chưa, con mua chưa, con chú mặc vừa không? Ai thì cũng mà hợp tình rồi cái đồ mặc là vừa vậy nhưng mà rất ít nghĩa là hơn coi không? Dạ không, con mua cho chú mặc mà chú phải mặc mới được. Bạn em chưa nói xong rồi. Cảm ơn ơi. Dạ. Chú với cha con xuống đồng sức với con. Dạ. Xuống điện với con ăn con với sầm mừng nào ăn con. Dạ. Con lúc nào cũng sẵn sàng đón cha với chú hết á. Dạ. Nói chuyện ra coi đây con. Dạ. Alo. Dạ. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Chá rồi. Phật chá rồi. Con có buồn không? Dạ con buồn cha nhiều lắm. cảm ơn con. Dù con á, con có nghĩ là nó con tiếng cha nghĩ lắm mà con hả? Con á, cha nó hỏi nhiêu hết. Dạ con có nghĩ gì thì con bây giờ con chỉ nghĩ là cha về bên con nghĩ làm sao để rước cha về, con phụng dưỡng thôi chứ con còn nghĩ gì ngợi gì nữa bây giờ. Đó là con là có hiếu hoạn dưỡng cho cha khỏe không? Dạ. Nhưng mà để cảm ơn con à, cha đau lắm con. Từ giờ mới lên đây như mấy chú, cha bưng ly rượu nhưng mà uống nước ngoài không à con à, không quá được là. Đúng ra là nếu mà cha xuống đây là giờ này con rất là vui rồi đó, tại vì có thể sum họp với cha, ăn một cái Tết vui vẻ đầm ấm, cha con mình quây quần bên nhau ăn Tết. Nhưng mà bây giờ cha không về rồi con buồn lắm. Buồn chứ buồn bằng cha đâu, ông nội đâu? Con biết ông nội bà nội thì con nói với cha rồi, cha cứ xuống đây ăn Tết với con 2-3 bữa đi, khi nào con đưa cha về chởn á thì cha sẽ dắt con đi thăm ông nội bà nội, đốt nhang cho ông nội bà nội rồi thăm mấy chú mấy cô mấy bác con à, chứ con có bỏ đâu. Con á là bên nội là cao, bên ngoại là cũng cao phải không con? Dạ thì ai cũng vậy thôi, tại vì hồi đó giờ con không biết. Con mà cao hơn bên nội. Dạ con không có bên nào cao bên nào thấp hết á, tại vì con bên nội là nhỏ lớn giờ con không biết thôi. Bao nhiêu năm cao ở con? Dạ. Tại sao con còn với cha? Thôi thì con hứa với cha con sẽ thu xếp mùng 2, mùng 3 gì đó con sẽ thu xếp con lên chỉnh với cha, trước là thăm cha, sau là cha sẽ dắt con đi thăm bên nội. Sao? Cha không trách. Tại con không trách. Ủa con gái à, đời nói là cao thượng chứ không phải ngoại cao thượng, mà mình cũng kia đâu đó là ngoại nội cũng bằng nhau nha con. Dạ con biết mà. Dạ con biết thì con biết mà. Rồi giờ cha đứng buồn, cha đứng nhậu nha, chứ mà con. Dạ cha cũng uống ít thôi, còn ăn uống rồi để giữ gìn sức khỏe nữa đó. Không, tạm này thà đời cha chết, thà đời cha chết chứ không còn để nghe tiếng con nói cảm ơn. Cảm ơn con.